Đây em ơi, hello đây. Hello. Hello mọi người nha, đây. Đó, thử xây ấy. Đấy nha. Hôm bữa là mới xây mà bây giờ xây 4 ngày rồi lên thế này. Đó. Đây nha mọi người nha. Này là cái này kìa. Đây là thợ xây nhé mọi người nhé, thấy chưa? Còn tôi phụ đây này, thấy chưa? Đây là cái nhà này, đây là phòng bếp nha mọi người nhé. Đây là phòng bếp, nhà này là 4 phòng nhá. Đây là một phòng này, quay cho mọi người coi này. Một phòng đó. Đây ra đây là cũng đó, hai phòng này. Đây là phòng khách nha. Đây là phòng khách. Đó, đây là phòng phòng lôi. Cũng là phòng đấy. Đó là ba người nha, ba người xây nha. Nếu mọi người muốn xây nhà thì liên hệ cho mình nhé, mình kêu là Nani. Đó, ba người đang xây á. Còn phụ đây là phụ chuyên nghiệp nhá, không phải dân vừa đâu, phụ này là chuyên nghiệp á. Rồi mình quay bên ngoài cho mọi người coi nhá. Đây nha, bên ngoài này, đây là mặt L nhá. Còn bên đây là nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh, nhà tắm. Bên đây là chưa xây. Đây nha. Rồi xây đã xong nha. Bây giờ là chuẩn bị để giăng xung quanh. Anh mọi người nha. Đây là xây xong để giăng là lên nóc thôi. Đó. Đấy nha mọi người nhá, bây giờ mình lên trên để quay cho mọi người xem cái độ rộng cái nhà này nhá. Đó. Đây độ rộng và độ cao nhá. Đây là bên trên nha mọi người nhá. Đó, thấy rất là tuyệt, rất là đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Đây là mọi người tranh thủ xây 4 người luôn. Đây là bên trên nè, mình đứng bên trên quay bên dưới. Đó. Đây là xung quanh nhà đây, còn dưới đây là nhà vệ sinh với nhà tắm, còn bên đây là nhà bếp. Rồi. Đây nha. Đó, đây là xây xong hết rồi, còn mỗi bên đây thôi, xong xây nút bên đây là để giằng xong là lên nóc. Đây nha, cái nhà này là 4 phòng. Đó, đây là cái phòng này. Đây nha. Cái nhà này là 4 cái cột nha. Cột toàn là đỗ không à. Một nhà này là 4 cột. 8 cột. 8 cái cột, nhà này là 8 cái cột nha. Mọi người nha, mình sẽ review cho mọi người coi này đó. Đây. Mọi người nhìn cái này bộ mặt cơ thợ xây này. Đó chưa? Nếu muốn kiếm cái thợ xây thì liên hệ cho mình để mình kêu mấy thợ xây này nhá. Đó, thợ xây chuyên nghiệp.
Đây mọi người nha, chào mọi người nha. Đây là cái chủ nhà vừa vừa chủ vừa phụ luôn. Đó. Đây mình sẽ review, nói chung là phỏng vấn cái chủ nhà ấy. Làm nhà này, chủ nhà này rất là đau đầu. Đó. Rồi, tí nữa mình sẽ phỏng vấn chủ nhà nhá. Ờ đây mọi người, hello đây. Hello. Hello. Đó, này vừa chủ nhà vừa phụ nhá. Đó. Mọi người thông cảm nha. Làm việc nhà vừa làm việc mình nhá. Chủ nhà hơi ngại xíu. Không dám nói phỏng vấn. Chủ nhà này hút thuốc ghê lắm. Không dám. Một ngày hút hơn 2 gói. Thấy chưa? Đang làm cũng hút thuốc. Thấy nhá. Vừa làm vừa hút. Quan tâm thế trời. Quan trụ trời. Thôi mọi người nha, bây giờ mình sẽ dừng video. Rồi mình phải hẹn gặp lại các bạn lần sau. Thôi nha mọi người nha.